Chào mừng quý vị cùng quay trở lại với bản tin FPNC, bản tin đặc biệt tới ngày mùng 1 Tết. Kính thưa quý vị, những ngày cuối năm 2016 thì Việt Nam đón thêm con số vĩ mô tích cực khi lượng khách quốc tế đạt kỷ lục hơn 10 triệu lượt. Đây vốn là mục tiêu mà ngành du lịch đặt ra cho năm 2020. Trong buổi hội thảo gần đây thì ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam còn đưa ra dự báo rằng lượng khách quốc tế đến Việt Nam sẽ đạt con số 18 đến 20 triệu lượt khách trong năm 2020, nghĩa là tương đương với lượng khách đến Singapore hiện nay. Liệu con số này có quá lạc quan và ngành du lịch phải vượt qua những thách thức gì nếu muốn được hưởng lợi từ số khách này? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Thọ ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông, thì trong năm 2016, ngành du lịch Việt Nam có thể nói là đạt được một kết quả rất bứt phá với lại cái con số lượng khách và doanh thu du lịch đều tăng. Thì theo quan điểm cá nhân của ông thì những cái con số này chỉ là hiện tượng hay nó sẽ là một cái xu hướng của du lịch Việt Nam trong những năm tiếp theo đây nữa hả? Kể từ năm 2012, sau khi mà Thủ tướng đã phê duyệt cái chiến lược phát triển du lịch Việt Nam 2020 và tầm nhìn 2030, thì ngành du lịch Việt Nam chúng tôi xác định là chúng ta đi vào du lịch có chất lượng. Và đặc biệt trong cái 4 năm rồi đó, thì cái hạ tầng du lịch như là khách sạn, khu vui chơi giải trí, nhà hàng rồi đây nọ đó, thì chúng tôi gọi là cái hạ tầng du lịch, thì nó đã được các cái doanh nghiệp xây dựng. Và hiện nay đó, những cái cơ sở về lưu trú của chúng ta đó là có những cái thuộc hàng đầu của khu vực và nằm trong cái top 10 của thế giới. Và chính vì vậy cho nên 2016 chúng ta đã đạt được một con số hết sức là phấn khởi, cũng từ những cái chính sách, từ nghị quyết của Đảng mà chúng ta tiếp tục hội nhập với khu vực quốc tế. Cho nên chúng ta tiếp tục mở cửa thông thoáng về visa, chúng ta tiếp tục miễn giảm visa thêm cho 6 nước nữa. Và rồi đây thì cũng có thể nói thêm rằng là 2017 thì chúng ta sẽ mở cái e-visa để tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho du khách có thể lấy visa trong vài tiếng đồng hồ tại nhà của mình. Và nếu không có gì thay đổi, tôi không nói là chúng ta tiếp tục phát triển 25%, 26% như năm 2016, mà chỉ cần phát triển 20% thôi mỗi năm, thì du lịch Việt Nam đến năm 2019-2020 chúng ta đạt con số 18 đến 20 triệu khách quốc tế. Và tôi kỳ vọng rằng là không được 40 tỷ đô la tổng doanh thu 2020 thì ít nhất cũng được 30 tỷ. Và 30 tỷ thì nhân dân sẽ thu được 30 tỷ nữa. Giả sử con số rất lạc quan mà ông vừa nói có thể thành hiện thực, thì ông nghĩ là cái hệ thống cơ sở hạ tầng và cái nguồn nhân lực của ngành du lịch Việt Nam hiện nay có đủ để đáp ứng hay không thưa ông? Thì cơ sở hạ tầng du lịch của chúng ta lại đang phát triển rất là tốt. Và các cái tập đoàn, các cái công ty, các cái tổng công ty mà chuyên về ngành du lịch, đặc biệt là qua các năm rồi thì chúng ta thu hút được các cái công ty địa ốc chuyển sang cái công ty địa ốc nghỉ dưỡng và địa ốc du lịch. Hiện nay đó, theo đánh giá của riêng tôi thì có thể đáp ứng được vào khoảng 15 triệu khách. Và chúng ta còn lại, nếu mà đạt con số 2020 18 đến 20 triệu, chúng ta còn phải đầu tư tiếp tục. Thì cái phần hạ tầng du lịch thì theo tôi thì chúng ta có thể đạt được. Nhưng cái bất cập hiện nay mà chúng ta rất là buồn là cái nguồn nhân lực và tốt nghiệp đại học chúng ta đang không có công việc làm, mà khoảng 330.000 em. Trong khi du lịch thì đang thiếu. Cho nên cái việc mà chúng ta đào tạo du lịch, nguồn nhân lực cho du lịch là chuyện cần thiết, cấp bách và chiến lược chúng ta phải làm ngay tức khắc. Thực tế thì việc thiếu và yếu về đội ngũ nguồn nhân lực trong ngành du lịch như ông vừa nói thì không phải là một câu chuyện mới. Tuy nhiên là nhiều năm qua thì chúng ta vẫn chưa khắc phục được vấn đề này. Không biết là ông có cái ý kiến hay là cái giải pháp gì về cái vấn đề này không thưa ông? Phần mà đào tạo ra đại học du lịch, tôi nói chuyên về chuyên ngành về du lịch, thì sẽ phân công cho các trường đào tạo đúng tiêu chuẩn du lịch, tức là phần academy, phần lý thuyết thì vừa phải thôi, tập trung vào cái phần thực hành để các em ra có thể các doanh nghiệp ta sử dụng được. Hiện nay thì cũng rất nhiều trường đại học nước ngoài, cái chương trình của Hà Lan, chương trình của Hoa Kỳ, chương trình của Đức, chương trình của Nhật cũng đang liên hệ để mà đào tạo cái ngành du lịch cho đúng với cái 4 cái yêu cầu của nó. Và cái phần mà
cái trường cao đẳng á, từ cái hệ cao đẳng rồi trung cấp rồi dạy nghề, thì Bộ Giáo dục sẽ phân công hẳn cho các doanh nghiệp và tư nhân người ta làm, xã hội hóa là mình không đầu tư vào cái đó. Trong tương lai gần sắp tới thì có một sự kiện có thể được xem là một cái bước ngoặt khá lớn đối với các doanh nghiệp trong ngành du lịch, đó là Quốc hội sẽ thông qua luật du lịch sửa đổi. Trong đó có một điều mà các doanh nghiệp lữ hành e ngại, đó là các cái điều kiện đối với cái du lịch outbound cho các doanh nghiệp quốc tế có thể là bị bỏ. Và trong khi là theo ý kiến của các doanh nghiệp lữ hành đó, thì ngành lữ hành trong nước cũng chưa được quan tâm cân bằng với cái việc là phát triển hạ tầng du lịch. Thì quan điểm của ông như thế nào về vấn đề này ạ? Quan điểm của tôi từ trước đến nay là tôi giữ đúng quan điểm là hội nhập quốc tế và khu vực. Vì vậy cho nên là các doanh nghiệp nước ngoài và trong nước, chúng ta bây giờ không còn phân biệt nữa mà chỉ còn một luật doanh nghiệp. Thì cái gì chúng ta chưa làm được thì cần phải liên danh liên kết. Thì tôi nghĩ rằng là với con người Việt Nam mà du lịch là sáng tạo, thì thông minh, sáng tạo và táo bạo tư duy để suy nghĩ ra những cái mới, thì tôi nghĩ là sớm muộn gì thì chúng ta sẽ nhanh chóng hội nhập với quốc tế và chúng ta cạnh tranh sòng phẳng cơ chế thị trường trên đất nước của chúng ta. Dạ vâng, xin cảm ơn ông rất nhiều về cuộc trao đổi vừa rồi ạ. Và kính thưa quý vị, trong phần tiếp theo của bản tin đặc biệt ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin quốc tế đáng chú ý sau đây. Tổng thống Mỹ Barack Obama và những di sản để lại trong chính sách ngoại giao.